Sơn sáng cái mặt ra rồi vào mặt. Đừng cười để tập trung vận khí. Bớt vận đi. Diễn ít thôi. Nó là phần mặt tao hiểu nghị phần hồn. Cầm chắc vào mặt đấy. Nó vào mặt thì ông hiệu hồn. Đứng xa ra, đứng xa ra. Thế chơi ngu đấy. Rồi rồi. Đừng vỗ đồ gì. Sợ chưa? Thì mai bảo phải nghe thấy chưa? Mai bảo phải nghe thấy chưa? Tao chưa. Cái này thì sao chứng mặt em? Đứng yên đấm phát rồi. Đứng cẩn thận nha. Nằm mũi luôn, đang đáng tiện thể nằm mũi luôn. Đứng im, đừng có rồ rồ, đứng im. Đứng đây. Thử xem có cứng một cái đàn này.